cộng đồng mạng bắt bẻ. Sao không cử công an đưa đi cấp cứu? PC08 lên tiếng vụ mổ mắt sau khi va vào gậy của cảnh sát giao thông. Đúng là bất cứ chuyện gì cũng phải nghe bằng hai tai, chứ nghe bằng một tai là thiệt cho phía còn lại. Mạng xã hội mấy ngày gần đây dần dần vụ nam thanh niên mổ mắt sau khi va vào gậy của cảnh sát giao thông. Sau đó, loạt ý kiến tỏ ra bức xúc với cách hành xử của cảnh sát giao thông. Có người đặt ra câu hỏi, tại sao chiến sĩ trong tổ công tác không đưa người bị thương đi cấp cứu mà lại thuê xe ôm. Lãnh đạo phòng PC08 cho biết anh em đang làm nhiệm vụ và đã đón xe ôm trở đi cấp cứu. Trước câu trả lời này, nhiều người có vẻ vẫn chưa được thỏa mãn. Có người đưa ra lời khuyên nên đốt vía để không dính lùm xùm. Vậy, đứng trước câu chuyện này, PC08 lên tiếng đáp trả những gì? Ấn đăng ký kênh để xem tiếp chứ còn gì nữa. Vâng, cụ thể chiều 23 tháng 8, sau khi sự việc nổi như cồn trên mạng xã hội, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vẫn đang trong quá trình xác minh làm rõ vụ nam thanh niên tố bị chấn thương sau khi va vào gậy của cảnh sát giao thông. Theo lãnh đạo phòng PC08, thông qua báo cáo từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, khoảng 11 giờ 55 phút ngày 13 tháng 8, tổ công tác có mặt tại trụ điện T72L xa lộ Hà Nội, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức để thực hiện xử lý chuyên đề tốc độ. Đến 15 giờ 57 phút, thông qua máy ghi hình tốc độ, đội phát hiện xe máy mang biển kiểm soát 63C1393XX vi phạm tốc độ 66 trên 60 km/h. Đoạn đường cho phép 60 km/h do anh DNN 22 tuổi, ngụ tỉnh Tiên Giang cầm lái. Ngay lập tức, cảnh sát giao thông đã ra hiệu dừng phương tiện nhưng người cầm lái phương tiện không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Người vi phạm tiếp tục lao vào một cảnh sát giao thông khác để chạy qua chốt kiểm soát xử lý vi phạm tốc độ. Lúc này cảnh sát giao thông tránh né vào lề đường và không xác định được có va chạm giữa người vi phạm với gậy chỉ huy giao thông hay không. Sau đó người vi phạm lái xe đi. Khoảng 20 phút sau, người điều khiển phương tiện quay lại nhờ tổ công tác đưa đi cấp cứu do mắt bị thương. Vị lãnh đạo phòng PC08 nói, thanh niên này đi khoảng 20 phút thì quay lại. Cán bộ trích xuất hình ảnh tra xem xe này có vi phạm không. Phát hiện xe này có vi phạm tốc độ mà chạy luôn. Chiến sĩ sẽ ghi vào sổ nhật ký tuần tra và gửi thông báo phạt nguội đối với những trường hợp không dừng được xe. Tổ công tác đã tổ chức cho người hỗ trợ đưa nam thanh niên đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức để sơ cứu. Sau đó, tổ công tác tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch được phân công. PC08 cho hay, thanh niên này quay lại nói bị thương ở mắt thì chiến sĩ kêu xe ôm gần đó trở đi bệnh viện. Hết cả công tác, tổ cảnh sát giao thông cũng tìm đến bệnh viện thăm thanh niên này. Trước dư luận đặt ra câu hỏi tại sao cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác không đưa người bị thương đi cấp cứu, vị lãnh đạo cho biết anh em đang làm nhiệm vụ và đã đón xe ôm chở đi cấp cứu. Nhiệm vụ được giao là tuần tra kiểm soát và công an đã đón xe ôm chở người này đi cấp cứu rồi. Cũng cử người đến thăm nên cư dân mạng bớt bớt bắt bẻ lại cũng là ý đúng. Lãnh đạo phòng PC08 cho biết đơn vị đã lập tổ công tác và báo cáo công an thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức xác minh làm rõ vụ việc. Cùng với đó PC08 khẳng định tổ chức xác minh. Nếu cán bộ cảnh sát giao thông không đúng quy trình hoặc có hành vi dùng gậy đánh vào mặt anh N thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Hiện phòng PC08 đã gửi giấy mời anh N lên làm việc để xác minh làm rõ vụ việc. Còn về phía nạn nhân, trong ngày anh N cũng lên tiếng và xác nhận mình đã vi phạm tốc độ. Anh N cho biết tôi xin xác nhận, tôi thấy hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông, thứ nhất cách chốt 15m. Trước tôi có 2 đến 3 xe đang chạy cùng tốc độ như xe tôi. Tôi đã lách sang phải để không gây nguy hiểm cho cảnh sát giao thông thứ nhất. Cùng lúc đó có cảnh sát giao thông thứ hai đi ra rất nhanh từ đằng sau xe công vụ đang đậu sát lề đường. Khi đó tôi chỉ cách chốt năm đến 7 m, vận tốc của xe tôi lúc đó khoảng 40 km/h. Tôi cảm nhận lực từ cây gậy điều khiển giao thông tác động vào mắt tôi là một lực đánh rất mạnh. Kính cận của tôi rất dày, cú va chạm đã khiến mắt kính của tôi vỡ ngay lập tức và đâm sâu vào mắt trái của tôi. Sau đó tôi vẫn đi tiếp khoảng 50 mét, tôi cảm nhận được mắt trái bắt đầu mất thị lực và chảy máu. Tôi giảm tốc độ và tìm cách tấp vào lề. Có một anh đi phía sau tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Anh chạy lên nói với tôi mắt chảy máu kìa và anh ấy đi tiếp. Theo anh N, thời gian xảy ra tai nạn chính xác là từ 11 giờ 57 phút cho đến 11 giờ 58 phút ngày 13 tháng 8. Sau đó anh N có dừng xe gọi cho người nhà bảo rằng vừa va vào gậy của cảnh sát giao thông và mắt vẫn chảy máu không thấy đường vào lúc 12 giờ 01. Anh N nói, tôi tìm đường để quay lại đội cảnh sát giao thông theo hướng đường Nguyễn Văn Bá và yêu cầu cảnh sát giao thông đưa tôi đến bệnh viện vào khoảng 12 giờ 06 phút. Khoảng thời gian tôi va vào gậy cảnh sát giao thông cho đến khi tôi quay lại gặp các anh không đến 20 phút như các anh nói. Cũng theo anh N, chiều 15 tháng 8 có một người mặc thường phục xưng là cảnh sát giao thông đội rạch chiếc đến bệnh viện mắt nơi anh N điều trị. Trong quá trình trao đổi, người này nói đã xem camera an ninh và xác nhận được một cảnh sát giao thông cầm gậy va và vào anh N. Có các bạn, các bạn có quan điểm gì về vụ việc trên? Cùng để lại suy nghĩ dưới phần bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tin nóng mỗi ngày trên PKT.